lạc quan bình an nhiên, tám tám hữu dụng phát chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Lạc quan bình an nhiên, tám tám hữu dụng phát chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Lạc quan bình an nhiên, tám tám hữu dụng phát chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Nam mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Lạc quan bình an nhiên, tám tám hữu dụng phát chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Lạc quan bình an nhiên, tám tám hữu dụng phát chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Lạc quan bình an nhiên, tám tám hữu dụng phát chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 2022, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần. Các con 16 chư thiên vị là những thánh đã thành, Phật đã thành, tiên đã thành, để xuống thế gian cùng với cha mẹ và cộng đồng chư Phật, chư tiên, chư thánh để dựng cái đời mới tại thánh địa Việt Nam. Thì các con phải biết là đó là những cái trọng trách thiêng liêng mà cha mẹ giao phó, để đến không biết cha cũng phải từ hải ngoại, phải lặn lội, phải tu hành 40 năm trời ròng rã. Và trước đó thì cả một cuộc đời là sóng gió bôn ba. Để làm gì? Để học được những cái bài học ở đời. Ông trời ông ấy phải xuống nhiều kiếp rồi, chứ không phải đến kỳ này ông mới xuống đâu. Để mà ông học làm người cho nó hoàn thiện, hoàn mỹ. Và đến còn các con cũng vậy, đã từng trải lên xuống luân hồi nhân quả, đã từng có những kiếp làm đàn ông, có những kiếp làm đàn bà, để ta trang trải hết tất cả những cái sự cố, sự việc ở trần gian từ ngày khai thiên lập địa đến bây giờ. Chứ không phải là các con xuống đây có một kiếp 70-80 năm hay 100 năm, không phải thế đâu. Mỗi một kiếp người chỉ học được một bài thôi. Sách vở trần gian này các con phải đọc đến bỏ ra 10.000 năm mà chỉ có chuyên đọc sách thôi cũng không hết được. Vì thế mà xuyên qua những cái đó thì cha và mẹ mới rút tỉa ra. Và đạo thì cũng đi qua đạo Phật giáo, đạo Công giáo, đạo Hồi giáo, đạo Lão, đạo Nho. Để rồi chúng ta, các con cũng phải hoàn bị thích nghi với thời đại hiện giờ. Thời đại hiện giờ là thời đại chuyển xoay, đổi thay. Và một cái cuộc đổi thay thì không thể nào không đớn đau được. Cho nên phải cho các con học những bài đổi thay, những bài anh em đánh nhau, con người đánh nhau với con người, nước này đánh nhau với nước kia suốt từ 9.000 năm nay. Thì các con mới học, đọc trong những lịch sử, các con mới thấy có Hán Sở tranh hùng, mới có Tam Quốc diễn nghĩa, vân vân và vân vân. Ngay cái chuyện đầu tiên mà có ông Khương Tử Nha xuống để rồi diệt cái khối ác, giữa cái khối ác, tức là bây giờ khối ác nó trở lại thôi, hai bên cứ bên đòi làm chung, bên đòi làm gian, mà thằng nào cũng nghĩ rằng mình là tuyệt vời. Thế nhưng cuối cùng đó là những bài học mà ông Thượng Đế ông ra bài cho tất cả các con, chánh cũng như tà, tà cũng như chánh. Để rồi đến một lúc nào đó thì các con phải quy không, các con phải hòa tan vào với vũ trụ càn khôn, các con phải hòa tan vào với trời đất. Vì chính các con từ trời đất mà ra, cho nên mỗi một bản thể của mỗi con thì đều là tiểu thiên địa. Còn vũ trụ của chúng ta hằng hà sa số hành tinh không thể đếm được bằng con số, nó vĩ đại và nó bao la. Cho nên chúng ta
phải qua các nhiều cái tôn giáo để đi dần, học dần, học dần. Và đến bây giờ là cái nguyên cuối cùng mà các tôn giáo gọi là đời mạt pháp. Đời mạt pháp thì nó phải bị đổi thay để nó trở lại cái đời thượng nguyên. Mỗi một cái nguyên nó đi lệch ba chu kỳ: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Chia ra đó, mỗi thời kỳ đó nó khoảng chừng 3.000 năm. Thế và bây giờ thì hết thuốc chữa rồi. Vì cái văn minh khoa học, kỹ thuật, văn minh điện tử, điện toán nó đã đến chỗ tột cùng rồi. Và trong lòng đất bây giờ cũng rỗng ruột rồi. Dầu, những cái chất, những cái dữ, vàng, bạc, kim, cương, đồng, trì, sắt, thép, vân vân và vân vân. Đất tốt nó cũng đào lên. Dầu để cho giữ cân bằng ở trong lòng đất, giữa cái năm châu này có những khoảng biển, nhưng mà dưới cái biển đó vẫn là không là đất thì làm sao mà giữ được nước. Thế rồi vì thế mà mới nảy sinh ra bên chánh bên tà. Ông nào cũng nhận là mình là chánh. Nói cụ thể bây giờ đấy, ông Mỹ này, ông Nga này, ông Trung Quốc này, thằng nào cũng bảo ta đây là vô địch, ta đây là cứu thế, ta đây là cung cấp sự sống. Nhưng mà chính những kẻ đó, những kẻ phát minh ra những con tàu vũ trụ, những vệ tinh nhân tạo, những cái các con đang xài đó, telephone, TV, camera quay hình ảnh đó, thì có gì đâu các con. 8 tỷ người không hiểu cái gì, nhưng ông trời cũng hiểu, mẹ đất thì biết, cho nên mới sắp đặt một cái chu trình như thế, nó trong vòng 3.000 năm nay, nhưng mà cụ thể nhất nó nằm trong 500 năm nay. 500 năm nay. Và ở Âu Châu phải đã cho Nốt cho Đem Bớt ra đời để nói về thiên cơ. Ở Việt Nam thì đã cho cụ Trạng Trình. Cụ Trạng Trình cũng chính là Thượng Đế hóa thân thì mới biết được thiên cơ. Còn không có một kẻ nào biết được thiên cơ, hiểu được về thiên cơ. Cho nên chúng ta làm người giờ này vắn tắt lại. Cha đã hạ đế, cha đã tôi luyện, cha đã phải làm người. Mà làm người thì như người, mà không người, ở chỗ đó. Do đó mà bây giờ hôm nay các con được chọn lọc, chắt chiu. Cho nên đến ngày 14 tháng 4 nhâm dần. Rồi cái trận chiến giữa Ukraine với lại Nga, nó sẽ đi tới đâu? Cái lục địa già sẽ phải biến trước, tan trước. Nhìn cũng thấy rồi. Rồi bây giờ nó đâu có còn là vũ khí như trước nữa đâu. Bây giờ nó sẽ xài đến hạch tâm, hạt nhân. Và từ cái nguyên tử nhỏ để nó giải quyết nhau xong nó đến cái nguyên tử lớn. Thì đó là một cái đùng vỡ cái trái banh. Cho nên thế giới loài người mới bắt đầu, nước Anh mới sản sinh ra cái túc cầu á, đá banh á. Đó là tranh nhau cái quả cầu. Cái ẩn dụ của thiên cơ cho biết như vậy. Ở Việt Nam nó từ từ nó đi lên. Bởi vì Việt Nam là nước có mẹ Âu Cơ và đất Lạc Long Quân. Đã sinh ra một cái bọc, đẻ ra 100 con. Cái bọc đó là cái gì? Là cái quả cất, quả cầu, quả đất đấy thôi. Có gì đâu. Tại sao những siêu óc, siêu tầm, những bác học, những tiến sĩ, thạc sĩ không hiểu ra? Vì thế cho nên trong cái giai đoạn này, chúng ta là những chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Chúng ta chỉ có yêu thương, chỉ có tha thứ và yêu thương. Chúng ta cũng chỉ có từ bi và bác ái thôi. Các con ở đây mà không thực hiện được cái câu đó cho cha thì không xứng đáng ngồi và không xứng đáng gặp cha. Sau cái mê màn này, cha sẽ có hai cái tháng 6 sẽ không phải ngậm miệng răng kề răng ở nhà mà tu học. Tôi luyện cái điển quang để cho các con là tiểu thiên địa thật sự của Thượng Đế. Và trong các con có Thượng Đế. Vì Thượng Đế là không khí, nhưng là không khí điển. Trong kinh nói rồi, thanh khí điển hóa sinh vạn vật.
Nếu không có thanh khí điển của Thượng Đế phủ trùm ra thì cây cỏ, đất đai, điền địa, sắt thép, cầu cống, nhà đường làm sao có tồn tại. Vì thế mà hôm nay cái vinh dự của các con, nhờ có các con xuất hiện cái ngày hôm nay mà cha mới nói được câu chuyện này. Nói bằng cái tấm lòng trời, các con xuống trần gian, cư trần, mê trần, say đắm vào vợ đẹp, con khôn, chồng giỏi, say đắm vào nhà cao cửa rộng, say đắm vào kim cương mã lão, vân vân và vân vân, thì làm sao biết đến trời, làm sao nhớ đến trời. Cho nên không có cái gì là ông trời không làm được. Ông trời đã sản sinh ra cái khí để nuôi sống vạn vật, thì ông trời cũng chế ra được một cái thân người để điều hành cái thế gian này vào cái thời kỳ này. Và nước Việt Nam được cái vinh dự đó vì nước Việt Nam có cha là Lạc Long Quân, mẹ là Âu Cơ. Lạc Long Quân ngày xưa không thấy, chỉ là câu chuyện giống như câu chuyện huyền thoại, tại vì chúng ta cách những 4.000 năm, 5.000 năm sao chúng ta biết. Bây giờ tổ tông các con hỏi là ông nào, là ông nào, bà nào, các con có biết không? Các con giỏi lắm, các con biết 4 đời thôi. Đời ông xong đó đời ông Cố thôi. Còn đời ông Kỳ, đời ông Kỵ làm sao các con nhớ? Thế bây giờ thế này, cha chúc mừng tất cả các con đoàn Hà Nội 10 vị. Trong đó có những cái vị Vĩnh Phúc rồi Sơn La đó. Vĩnh Phúc 2 vị, Sơn La 1 vị, Bắc Giang 1 vị, Bến Tre hôm nay cũng có 1 vị. À, Đồng Nai cũng 1 vị cô đơn nhưng lại giống như là ông Đạo. Ha, ông này có vẻ mang đạo của Tây An về quá à. À, thì đó, bây giờ thôi, cha nói như thế. Mọi cái, nó, chúng ta đi vào, nó là gia đình trời rồi. Cái con nào còn ni tình, còn cái này cái kia, thì tự xử mình. Chứ còn hết rồi, hết thuốc chữa rồi. Đến giờ này mà các con tròn trịa, các con đã gặp ông Kiều Nguyên Tá rồi. Mà nếu như không vượt qua được Tứ Diệu Đế, không vượt qua được Bát Chánh Đạo, thì làm sao vào gặp ông Tá được. Ông là thập nhị nhân duyên, một Tá mà. Hả? Chẳng tròi 12 mà. Mà không chả mất mát cái gì cả. Hả? Không, ngồi đây thì như là ngồi trên thiên đàng, ngồi cha, nghe cha nói. Và bây giờ có một cái điều, các con trở về địa phương phải là người tốt nhất, phải là người hoàn mỹ nhất, phải là người tuyệt hảo nhất, đóng cái vai thánh, đóng vai tiên, đóng vai Phật, để làm cái ngọn đèn sáng, ngọn đuốc thiêng của 100 người con. Nhưng bây giờ nó đẻ ra ít nhất cũng phải có mấy chục ngàn vị tiên Phật thánh thần xuống mới làm cái cơ đồ này cho cha được chứ. Tại mỗi một nước, 18 nước sau này, mỗi một nước cha sẽ dùng, phải cần đến 1.000 vị. Thánh đã thành, tiên đã thành, Phật đã thành. Ông Phật thì ông dạy các vị tiên. Ông tiên thì dạy các vị thánh. Các ông thánh thì dạy những người là giống dân bích ngọc. Sau này nó được tuyển chọn, nó lọc lựa. Người ta sống thanh thản. Và đâu có vất vả khổ sở, đâu có cần máy bay từ Hà Nội vào đây, đâu có từ máy bay từ Mỹ, từ giết không. Ta đi bằng hóa thân, rẹt mà cái là bên kia muốn tập trung ở Hà Nội thì đã có một cái thân xác của ông Phật Thiên Đức này. Thế xong rồi hội họp xong cái biến. Thế cho nên bây giờ cha có ngôn ngữ là biến và hóa và hiện. Ngôn ngữ của Thánh Tiên Phật là như vậy. Hả? Để các con từ từ sẽ học ra. Rồi, hôm nay là ngày thứ 2 các con về thì diện kiến cha. Và hôm nay cũng nhân cái dịp mà chúng ta sẽ có một đôi điều để căn dặn các con. Thì hết tháng 5 là cha sẽ còn tiếp các chư thiên vị. Và bước sang 2 tháng 6, tháng 6 ta và tháng 6 tây, cha sẽ có 2 tháng để diện bích. Cũng như tất cả các con về địa phương thì từ nay cho đến hết tháng 6 âm lịch, tức là qua tháng 6 dương lịch và tháng 6 âm lịch, thì các con giữ thanh tịnh và tích cực niệm 4 cái hồng danh phóng lên trong các cái vùng trời.
của nơi các con cư ngụ để mà những việc cha không thể nói ra. Thì các con là những người học đạo và tu đạo theo cái vô vi, các con tự hiểu lấy. Cha nhắc lại cho tất cả các chư vị không có hiện diện hôm nay ở các địa phương, thì trong 2 tháng, tháng 6 dương lịch và tháng 6 âm lịch, thì đều không nên gọi về cái đường dây nóng để cho các cái quý vị ở trong ban biên tập có thời giờ để mà chiêm nghiệm và đồng thời cộng hưởng cái tần số điển quang phóng lên vũ trụ càn khôn trong 2 tháng. Và các con chờ đợi 7 và tháng 8 ta, tức là thân và dậu, các con sẽ tìm ra những sự biến diễn, biến đổi ở trong trời đất, ở trong càn khôn vũ trụ này. Thì do đó mà yêu cầu chúng ta phải thanh tịnh. Đồng thời, ban biên tập và cha đã làm tất cả mọi việc để cho có tới 67.700 vị đã đăng ký thường xuyên theo dõi cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Và mong rằng tất cả các con đang ở khắp các nơi, trong nước cũng như trên toàn thế giới, thì 2 tháng 6 dương lịch và tháng 6 âm lịch thì đều phải tích cực cái niệm 4 hồng danh cho cha ở tại tư thất tư gia của mình. Những con nào động loạn mà không niệm 4 hồng danh thì chắc chắn là sẽ không hiểu được cái gì cả. Thì những cái chuyện gì nó đến sau cái 2 tháng đó thì nó sẽ tự đến và các con tự hiểu. Rồi kết thúc lại là 2 tháng 7 và 2 tháng 8 âm lịch á, thì các con sẽ thấy sau 2 tháng các con thanh tịnh thì các con sẽ thấy được đến tháng 7 và tháng 8 âm lịch, tức là tháng 8 và tháng 9 dương lịch. Để có những cái gì đó thì tự các con sẽ chiêm nghiệm và tự các con hiểu ra. Ở đây hôm nay nhân cái cuộc mà có một số các con đề tựu về diện kiến cha thì cha ban một số cái hồng ân như vậy. Đồng thời các con cũng phải lưu ý, đã đến lúc chúng ta phải thanh tịnh, cực thanh cực tịnh thì chúng ta mới cực hòa được với âm ba của Đại Hoàng Trai, và chúng ta sẽ hiểu biết được những chuyển biến của trời đất trong cái năm nhâm dần này. Thì hôm nay ta chỉ có một đôi điều như vậy để các con lưu ý, và tất cả các con không có mặt hôm nay thì khi nghe được cái clip này hãy trang nghiêm và tự mình niệm 4 hồng danh, rồi sau đó sẽ ban biên tập sẽ có những cái thông báo mới, rồi cái sự thăm viếng hay cái sự về diện kiến tra sẽ được trên cái ban biên tập thông báo đến tất cả các con ở khắp các nơi. Tại vì hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình văn nghệ, rồi cũng như những cái chương trình đọc những cái bài thơ mà các con đã tự viết ra xuyên qua cái việc tiếp điển quang của cha mẹ hoặc của chính các con. Và bây giờ thì cha nhường lời lại cho cái phần của MC Thiên Dung, và đồng thời cha cũng cùng các con nâng ly để chúng ta chung ly rượu buổi tối. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng tư ta, ngày 15 tháng 5 năm 2022. Cha mời tất cả các con. Đây là một thông chi của trời đất giao cho cộng đồng chư Phật, chư Tiên, chư Thánh và chư Thần. Đồng thời ủy thác cho Tam Giác Tòa phân xử trần gian kể từ ngày hôm nay rằm tháng 4 năm nhâm dần. Đây là những lời hịch cuối cùng của cha trời mẹ đất, của Tam Giác Tòa. Đây là những lời xử tất cả khối đen, khối quỷ ma chống phá trời đất đến tận cùng. Không còn đường sám hối nữa. Các ngươi sẽ bị hủy diệt đúng theo thiên lệnh của Tam Giáo Tòa. Đây là lệnh
cha và mẹ đã trao cho Tam Giáo Đoàn. Không còn một cái thời cơ để cho lũ quỷ ma, cái khối đen sám hối nữa. Vì tất cả những cái gì yêu thương của cha, của mẹ, của cộng đồng, chư Phật, chư Tiên, chư Thánh đến với các người quá đủ rồi. Nhưng mà các người muốn giết cha, giết mẹ, muốn giết trời, giết Phật. Và hôm nay cha hoan lạc, cha hết lời. Và mọi việc chấp hành và thi hành kể từ 6 giờ ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần. Đó là quyết định cuối cùng, vì bao nhiêu lời kêu gọi từ 9.000 năm nay, từ muôn tỷ kiếp, khối quỷ ma, khối đen vẫn lộng hành và chúng muốn đi về đâu, cha mẹ sẽ cho chúng đi về đó. Cha ngừng lời và cha mong rằng tất cả các con, tất cả mọi người, nhất là đã là người Việt Nam thì phải hiểu những ngôn ngữ này, những lời hịch này của tổ tông Việt Nam, của các thánh nhân người Việt Nam. Và đến thế kỷ 21 này mới là người Việt Nam để thi hành cái thiên lệnh của cha mẹ ban. Cha ngừng lời. Thì đó là tắm gội các con bằng điển quang. Rồi các con mới hiểu ra, hôm nay phải đến tiên Phật Thánh Thần xuống trần gian hạ phàm, cũng phải tôi luyện bằng những dòng sữa điển quang của cha mẹ. Còn không, các con cứ ngu ngơ là tiên là Phật là Thánh, mà không biết mình là tiên là Phật là Thánh. Rồi phạm tội, quỷ ma nó phạm tội đã đành, còn các con tiên Phật Thánh Thần rất như sung dụng cho các con xuống trần để cứu thế cùng với cha mẹ. Đấy, hôm nay ta chúc mừng tất cả các con hiện diện và không còn thời gian nữa. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán thính giả đã lắng tâm theo dõi. Để video này được lan tỏa đến muôn người, quý vị hãy ấn vào nút like thích bên dưới video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Kính chào quý khán giả và quý chư vị đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Theo thiên lệnh của Cha Trời Kiều Nguyên Tá, ban biên tập xin gửi đến quý vị thông báo như sau. Để cứu các con không bị đào thải đến giờ phút cuối cùng của cuộc chuyển đổi đất trời và để các chư thiên vị không bị rơi rớt bên lề thiên cơ, trong hai tháng quan trọng là tháng 6 dương lịch và tháng 7 dương lịch của năm 2022, tức là tháng 6 dương lịch và tháng 6 âm lịch, cha yêu cầu tất cả các con ai ở đâu thì ở yên ở đó. Chữ thanh tịnh luôn trụ đẽn trên đỉnh đầu và mật niệm bốn hồng danh. Các con không được về diện kiến cha trong hai tháng này để thanh tịnh tìm lại chính mình, đón nhận được điển quang ánh sáng và để ban biên tập và các chư thiên vị phò bên cạnh cha cũng được thanh tịnh niệm bốn hồng danh như các con. Trong hai tháng này, số điện thoại hotline của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức sẽ không tiếp nhận các cuộc gọi đến và chỉ trả lời những tin nhắn có nội dung mà ban biên tập xét thấy cần trả lời. Ban biên tập xin hướng dẫn lại pháp mật niệm bốn hồng danh như sau. Quý vị hãy ngậm miệng, răng kề răng, đầu lưỡi chạm vào mặt trong của hàm răng trên, trù trên đỉnh đầu hoặc trong ốc và thầm đọc bốn hồng danh. Không được đọc phát ra tiếng, không được hở miệng khi mật niệm để khiến thần hao khí tán. Chúng tôi xin nhắc lại bốn hồng danh như sau. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn.
Nam mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Lưu ý, quý vị có thể mật niệm hết bốn hồng danh trên, hoặc quý vị có thể mật niệm duy nhất hồng danh của cha là Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tại Trí Tôn Đại Thiên Tôn. Tùy ý quý vị lựa chọn một trong hai cách này, hoặc là mật niệm bốn hồng danh, hoặc là chỉ mật niệm danh của cha. Để kết thúc thông báo này, chúng tôi xin nhắc lại, trong 2 tháng là tháng 6 dương lịch và tháng 6 âm lịch, tức là 2 tháng liên tục là tháng 6 dương lịch và tháng 7 dương lịch của năm 2022. Tất cả quý vị ai ở đâu thì ở yên đó, giữ thanh tịnh và liên tục mật niệm bốn hồng danh. Quý vị không về diện kiến cha trong 2 tháng này. Kết thúc 2 tháng này, chúng tôi sẽ có thông báo mới đến quý vị phát trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Ban biên tập trân trọng kính báo đến quý khán giả và quý chư thiên vị.